Cô ta biết cô là con gái ruột của cô ta đấy, Trương Hê Su. Trước giờ cô ta đều biết, cả lúc cô 12 tuổi và lúc cô ta bỏ rơi cô khi cô 4 tuổi. Giám đốc bỏ rơi tôi sao? Bỏ rơi con ruột của bà ấy ư? Tại sao chứ? Sao một người mẹ lại có thể làm vậy với con đẻ của bà ấy? Mẹ của cô Sơ Du Kiêng là một phù thủy. Bộ phù thủy có thể hại cả con mình. Cô ta phải bỏ rơi cô để có thể kết hôn với Du Bơm Sắc. Du Bơm Sắc không biết gì về chồng cũ hay con gái của cô ta. Bố của tôi còn sống chứ? Ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn đáng ngờ. Sơ Du Kiêng có thể đứng sau chuyện này. Thay vì bỏ rơi cô, con gái riêng của cô ta có thể cũng đã cố để giết cô. Tôi đoán là chỉ cô ta mới biết sự thật, không thể có chuyện đó được. Giám đốc không phải người như vậy, không bao giờ. Vậy tại sao cô ta nhận nuôi cha Kang Du thay vì con gái của chính mình chứ? Cô nghĩ tại sao cô ta lại biến cô gái đó thành Du Sê Dân, con gái của công tố Du? Cô ta đã cố gắng tẩy não để cha Kang Du nghĩ rằng mình là Trương Mi Sô. Kang Du biết rằng cô ta không phải là Mi Sô, thật à? Cũng đúng, con bé rất thông minh và xảo quyệt. Nhưng mà như vậy thì khác gì chứ? Giám đốc điều hành có phải là mẹ ruột của tôi không? Bà ấy thực sự muốn bỏ rơi tôi hay muốn giết tôi? Bà ấy đã tạo dựng ra một vụ tai nạn để hại bố tôi, hay là còn bí mật nào khác đang được che đậy? Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Tôi thề tôi cũng sẽ tìm cho ra ai đã làm thế với anh Inha. Đừng nỗ lực tìm hiểu quá nhiều. Nếu tôi muốn thì tôi đã có đủ quyền lực để giam hãm cô nốt phần đời còn lại. Điều đó có nghĩa là cô có thể không bao giờ được gặp lại Han Biên đấy. Nên là hãy giữ im lặng và ở yên trong tù đi. Cô không có lựa chọn nào khác đâu. Trương Hê Su, cô biết tại sao tôi lại để cô ấy nhận nuôi cha Kang Du thay vì cô không? Mẹ của Sơ Du Kiêng là vợ cũ của chồng tôi, chủ tịch Du Hiên Sắc, người mà ông ta thật lòng yêu thương. Ta đi thôi ạ. Vì Min Sân, tôi đã loại bỏ Sơ Du Kiêng, người đã đi với Du Min Du để loại bỏ đứa con ruột duy nhất của tập đoàn Trơn Ha, nhà họ Du. Chủ tịch tập đoàn Trơn Ha, Du Hiêng Sắc đã qua đời vì cơn đột quỵ. Đã có sự nghi ngờ về cái chết bất thường của ông ấy, nhưng phía gia đình đề nghị mọi người nên kiềm chế sự suy đoán. Người kế vị ông ấy là Du Ki Hiêng, em trai của chủ tịch Du Hiêng Sắc, và vợ của cố chủ tịch bà Ma Hiên Đức sẽ giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn. Bố ơi, Ma Hiên Đức, chính bà đã giết bố. Mẹ ơi!
Bà bỏ rơi tôi là chưa đủ hay sao, Ma Hiên Đức? Miso! Miso! Làm sao? Làm sao bà có thể cố giết con gái tôi chứ? Tôi sẽ chiến đấu với bà và giành chiến thắng để tôi có thể bảo vệ con gái mình. Tôi sẽ kéo bà xuống và lấy lại tập đoàn Trơn Ha từ tay bà. Đây là phán quyết về vụ án của phạm nhân số 1004. Mặc dù động lực và hành động bạo lực được sử dụng rất tàn nhẫn, nhưng xem xét việc bị cáo không có tiền án, tòa tuyên án bị cáo Trương Hê Su chịu hình phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Tôi sẽ có thể cố gắng giúp cô sớm được trả tự do. Nếu như cô có thành tích cải tạo tốt hoặc được hưởng án treo, Han Bin sao rồi? Con bé vẫn ổn, anh chắc chứ? Tôi đã không nói chuyện với con bé một thời gian rồi. Tôi đã giữ mình để không nói chuyện với nó bởi vì tôi không biết phải giải thích chuyện này như thế nào với nó. Làm sao con bé có thể ổn được chứ? Tôi đã nói với con bé là cô đang đi công tác và cô không được sử dụng điện thoại. Hãy chăm sóc tốt cho con bé, để con bé không phải cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Và cũng hãy đảm bảo rằng anh luôn giữ lời nói dối đấy. Tôi sẽ làm như vậy. Anh biết sự thật đúng không? Anh biết người đã gây ra chuyện này với anh Inha là ai? Không điều gì có thể làm thay đổi kết cục này. Đây là chuyện về gia đình tập đoàn Trơn Ha. Nếu có lời nào tuồn ra ngoài, nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Vậy là trong ba người chúng ta, dù tôi vô tội nhưng lại phải nhận hậu quả sao? Chúng tôi không thể làm gì khác được. Đó là sự thật cay đắng về thế giới này đấy, Hê-su. Sống vui vẻ trong thế giới đó anh thích lắm à? Tôi thích. Anh thấy hạnh phúc chứ? Tôi hạnh phúc đến phát điên. Lạ nhỉ? Vì tôi cho là anh đang nói dối. Tôi chưa từng thấy anh buồn bã và thất vọng đến nhường này bao giờ. Tôi sẽ quyết định điều gì làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quay lại chỗ này. Nên cô đừng tìm kiếm Han Bin nữa. Anh đang nói gì đấy hả? Tôi sẽ không để con bé mang danh là con gái của phạm nhân đâu. Bảo trọng nhé. Đi này, chiếc váy này đẹp nhất trong số váy em thử từ nãy đến giờ đấy. Nhìn hơi lộ bụng một chút nên không được đẹp lắm. Nhìn đẹp mà. Với lại, Sarang có thể nghe em nói đấy. Mẹ xin lỗi nhé, Sarang. Không phải mẹ của em sẽ tới sao? Vâng, mẹ bảo đến để cùng đi xem đồ nội thất. Giám đốc Sơ gọi cô ạ. Vâng, mẹ đang trên đường ạ. Sao ạ? Tới nhà của Chủ tịch Ma ư? Chúng tôi đã gửi thiệp mời rồi, bà đang làm gì vậy? Bà muốn hoãn đám cưới lại ạ? Chủ tịch, Inha vẫn còn hôn mê. Hai đứa thực sự cần phải cử hành ngay bây giờ sao? Hai đứa có thể cưới sau khi Inha tỉnh lại mà. Là tới khi nào ạ? Dê dâng, bà không thấy đứa trẻ đang lớn dần rồi sao? Cháu không thể trì hoãn được nữa. Bình tĩnh nào. Như thế không tốt cho em bé. Tôi hiểu vì sao chủ tịch nghĩ thế. Tập đoàn Trơn Ha đang gặp chuyện buồn. Tôi chắc chắn rằng bà cảm thấy không thoải mái với đám cưới này. Tôi mừng là cô hiểu, giám đốc Sơ. Nhưng với tư cách là bố mẹ của Sê Dân, chúng tôi không thể mù quáng đồng ý với quyết định của bà. Đâu phải chỉ tập đoàn Trơn Ha mới cần thể diện. Bà cũng phải nghĩ đến thể diện của gia đình họ Du chúng tôi chứ. Mọi người không nghĩ chuyện này là sai sao? Mẹ,
Sao có thể nói về đám cưới của con trai tôi mà không có tôi vậy?